là một người yêu Liên Minh Huyền Thoại với mong muốn mở rộng hiểu biết về trò chơi, hay là một người hâm mộ các giải đấu Liên Minh Huyền Thoại eSports chuyên nghiệp trong nước và trên thế giới, chắc hẳn chúng ta luôn cần có những cộng đồng, những trang tin tức để chia sẻ. Trong suốt chiều dài lịch sử của tựa game đình đám này, đã và đang có những hội nhóm, những cộng đồng đóng vai trò là sân chơi, là nơi giao lưu, tìm hiểu và mở rộng thêm thông tin về eSports ở cấp độ nghiệp dư và chuyên nghiệp. Một trong số những cái tên nổi bật nhất đối với cộng đồng người hâm mộ Liên Minh Huyền Thoại tại Việt Nam chính là cộng đồng Chiến Thần 2VN. Hôm nay, nhân một ngày rảnh rỗi, hãy cùng Cà Phê Liên Minh khám phá xem bên trong hội nhóm cộng đồng lớn nhất nhì làng Liên Minh Việt có gì nhé. Trước khi bắt đầu tách cà phê ngày hôm nay, sẽ thật tuyệt nếu các anh em có thể để lại cho tụi mình những lượt like, đăng ký kênh cũng như để lại bình luận về suy nghĩ của anh em bên dưới, làm động lực cho tụi mình nhé. Không để các anh em đợi thêm nữa, chúng ta thưởng thức thôi. Được thành lập vào ngày 22 tháng 12 năm 2022. Cho đến nay, nhóm cộng đồng với tên gọi Chiến Thần 2VN đã trở thành một diễn đàn bàn luận về Liên Minh Huyền Thoại đình đám với hơn 51.000 thành viên. Đây đã và đang là nơi trao đổi thông tin cực kỳ nổi bật trong cộng đồng với số lượng bài viết trung bình lên đến gần 6.000 bài mỗi tháng. Đây cũng chính là đặc thù đã đem lại tiếng tăm cho hội nhóm này khi các bài đăng cực kỳ đa dạng về nội dung, trải dài từ những vấn đề eSports chuyên nghiệp, ủng hộ, anti các đội tuyển cho đến hóng hớt drama, tung tin đồn và đôi lúc là cả những tâm sự cuộc sống của các thành viên. Với hầu hết những drama nhỏ to trong làng Liên Minh Huyền Thoại eSports quốc tế đều được đem ra bàn luận rộng rãi với nhiều luồng ý kiến, quan điểm khác nhau, nhóm đã và đang thu hút ngày một nhiều những người quan tâm, theo dõi và gia nhập. Tuy nhiên, có một điều mà không nhiều người biết, đó là việc cái tên Chiến Thần 2VN lại có chiều sâu hơn rất nhiều so với mốc thời gian cuối năm 2022 khi nhóm chính thức được thành lập. Theo một số bình luận cũng như nguồn tin từ một diễn đàn khác, ban đầu, vào thời kỳ mà tựa game Dota 2 vẫn còn tồn tại và phát triển mạnh mẽ, đóng vai trò đối trọng lớn của Liên Minh Huyền Thoại trong làng game và thể thao điện tử, từng tồn tại một hội nhóm với cái tên Dota 2VN. Hội nhóm này đã từng là nơi trao đổi thông tin của cộng đồng người hâm mộ và quan tâm đến tựa game MOBA này trong suốt thời gian nó tồn tại. Vào thời điểm đông nhất, cộng đồng này sở hữu lên đến hơn 150.000 thành viên, thường xuyên trao đổi thông tin về Dota 2 cùng các vấn đề khác, thậm chí còn nổi bật và hoạt động mạnh hơn Chiến Thần 2VN hiện nay. Đến khi hội nhóm này đột nhiên bị khóa và đánh sập, rất nhiều hội nhóm khác đã được thành lập nên với mục tiêu khôi phục, tái tạo diễn đàn để các game thủ tiếp tục trò chuyện, trao đổi thông tin, thậm chí còn có nhiều group nhái mọc lên như nấm sau mưa. Tuy nhiên trong số đó, có một moderator, tức người điều hành cũ của hội nhóm Dota 2 được cho là đã thành lập nên nhóm mới và sau này đổi tên thành Chiến Thần 2VN. Từ thời điểm ra đời cho đến nay, có thể nói Chiến Thần 2VN đã và đang trên con đường tiếp bước Dota 2VN để trở thành cộng đồng game thủ lớn mạnh nhất tại Việt Nam, tạo sân chơi và diễn đàn giao lưu trò chuyện cho hàng chục, thậm chí hàng trăm ngàn người. Giống với nhiều diễn đàn mang tính cộng đồng khác, Chiến Thần 2VN cũng cần có một bộ khung nội quy vững chắc, đóng vai trò bảo vệ quyền lợi cho các thành viên cũng như quản trị viên, đồng thời tránh vi phạm các tiêu chuẩn cộng đồng và có thể đe dọa đến sự tồn tại của nhóm. Bộ khung này được đặt ra với các nguyên tắc bao gồm nội quy về việc đăng bài, các quy định về việc thảo luận, gia nhập nhóm và thậm chí là liên hệ, hợp tác cũng được thiết lập. Đối với việc đăng bài, quản trị viên cũng đã đề cập rõ rằng đây là diễn đàn cho việc bàn luận, hỏi đáp, tâm sự và chia sẻ kiến thức giữa các game thủ Liên Minh Huyền Thoại với nhau. Và do đó, mọi nội dung liên quan đến các vấn đề chính trị, tôn giáo, khiêu dâm hay kinh dị đều sẽ bị cấm. Bên cạnh đó, các thành viên cũng có thể đăng tải các bài viết với nội dung cập nhật thông tin, drama hay yêu cầu trợ giúp trong tình huống khẩn cấp cũng có thể được chấp nhận với một số quy định chi tiết. Và để đảm bảo cho tính lành mạnh của nhóm, các hành vi phân biệt vùng miền, sắc tộc, giới tính, quảng cáo cá độ, khiêu dâm hay spam đều sẽ nằm trong danh sách cấm trong quá trình kiểm duyệt. Về vấn đề thảo luận trong nhóm, các thành viên cũng cần phải tuân thủ các quy định như không được phép sỉ nhục, xúc phạm cá nhân, sử dụng hình ảnh riêng tư nhạy cảm để công kích cá nhân. Đồng thời, để đảm bảo sự thoải mái bàn luận, nhóm cũng không chào đón những người có tư duy nghiêm túc quá mức, bông tuyết mong manh hay bảo vệ thần tượng một cách thái quá. Để ngăn chặn hành vi lừa đảo, gây mất an ninh hoặc đem đến nguy cơ gây ảnh hưởng cho cộng đồng, các tài khoản clone hay fanpage không liên quan đều sẽ bị cấm cửa. Đồng thời, ban quản trị nhóm cũng đặt ra quy định về việc các hoạt động liên quan đến tiền bạc như tổ chức giải đấu, hợp tác gây quỹ đều phải được thông qua những người quản lý nhóm. Nhìn chung, với bộ khung nội quy mà ban quản trị đã đặt ra, có thể thấy hội nhóm này được tạo nên từ những cá nhân đã có kinh nghiệm làm nội dung cũng như quản lý các nhóm cộng đồng. Điều này đã góp phần không nhỏ trong sự thành công của nhóm này cho đến hôm nay. Với tổng số lượng thành viên đã vượt ngưỡng 50.000 người, không khó hiểu khi Chiến Thần 2VN đã trở thành nhóm cộng đồng có sức hút bậc nhất và cũng đa dạng bậc nhất về nội dung, thông tin được bàn luận, trao đổi. Điều này góp phần không nhỏ trong việc cho thấy sức sống tràn trề của ngành thể thao điện tử cũng như mức độ quan tâm rộng rãi đến từ người hâm mộ. Phổ biến nhất trong số các nội dung được thảo luận trong hội nhóm này chính là các thông tin về Liên Minh Huyền Thoại eSports chuyên nghiệp. Có lẽ không quá khi nói rằng đây là một mô hình thu nhỏ của cộng đồng fan hâm mộ eSports tại Việt Nam hiện nay, khi trong nhóm có sự góp mặt của đầy đủ các fan hâm mộ LCK, VCS, LPL, thậm chí là LEC và LCS.
Trong mỗi khu vực đó, các thành viên lại được chia ra thành từng nhóm fan của các đội tuyển, mà tiêu biểu nhất có lẽ là fan của tiểu đội T1. Với lực lượng người hâm mộ và quan tâm hùng hậu trong nhóm, nhất cử nhất động của các đội tuyển chuyên nghiệp này đều có thể được đưa ra bàn luận, bất kể là vấn đề trong hay ngoài chuyên môn. Bất kỳ vấn đề nào liên quan đến các đội tuyển đều có thể được đưa ra làm chủ đề phân tích mổ xẻ, chẳng hạn như quyết định thay đổi nhân sự của SE trong giai đoạn trước giải mùa hè hay sự mờ nhạt của Owner trong từng pha thi đấu sau khi đội vắng Faker. Điều này góp phần đem đến sự sôi nổi và đa chiều của các luồng ý kiến, giúp cộng đồng có thêm cơ hội để được trò chuyện, đàm đạo với những người có cùng mối quan tâm. Các chủ đề về eSports chuyên nghiệp thường trở thành tâm điểm của các cuộc trò chuyện khi các giải đấu bước vào giai đoạn nước rút, playoff và những trận chung kết nảy lửa. Khi đó, từng pha thi đấu mang tính bước ngoặt trong trận cũng có thể được đem ra phân tích với vô số ý kiến khác nhau. Tiêu biểu cho khía cạnh này có thể được nhìn thấy thông qua phản ứng đối với màn trình diễn bạc nhược của nhà vô địch VCS Cup eSports tại MSI 2023. Cộng đồng chiến thần 2VN chính là một trong những diễn đàn bàn tán sôi nổi nhất và thậm chí là pressing gây áp lực truyền thông gay gắt nhất lên đội tuyển áo vàng đen. Vấn đề của từng cá nhân trong trận đấu được đưa ra mổ xẻ, phân tích và nặng hơn là chỉ trích công khai. Song song với các nội dung về eSports chuyên nghiệp và các đội tuyển chính là những vấn đề liên quan đến các drama nhỏ to từ những tổ chức cộng cán này. Đã là người hâm mộ eSports, hẳn phần lớn chúng ta đều có mối quan tâm vượt ra ngoài khuôn khổ màn trình diễn trong các trận đấu của các tuyển thủ và đội tuyển. Mối quan tâm này được mở rộng đến cả những vấn đề về nhân sự, tập luyện, sinh hoạt của các đội, thông tin về ban huấn luyện hay thậm chí đôi lúc là các vấn đề đời tư của những cá nhân nổi bật. Đây cũng chính là nơi mà những drama bùng phát khi mối quan tâm của cộng đồng fan hâm mộ được mở rộng cực kỳ sâu đến những vấn đề bên ngoài sàn đấu. Tiêu biểu nhất cho những vấn đề drama được bàn tán không hồi kết trên diễn đàn này có thể kể đến chuỗi drama liên tiếp của VCS trong vài tháng trở lại đây. Khởi đầu với việc Gam trở về sau thất bại muối mặt tại MSI 2023 và đưa ra quyết định kết thúc hợp đồng với xạ thủ Style, người được cho là điểm yếu lớn nhất của cả tập thể. Ngay sau đó chính là câu chuyện SE với nhà tài trợ mới đã tiến hành thay máu đội hình, lập tức kết thúc hợp đồng với hai công thần là Ren và Slider. Việc Slider rời SE để đến với đại kình địch Gam, chám vào chỗ của Style lại tiếp tục châm ngòi cho một làn sóng dư luận khác trên diễn đàn này. Khi những sự việc trên còn chưa nguội đi và nhiều người hâm mộ trên diễn đàn còn đang chăm chú theo dõi màn trình diễn của Slider trong màu áo mới, thì loạt lùng xùm tai tiếng của SBTC lại xuất hiện và nghiễm nhiên trở thành đề tài được bàn tán sôi nổi nhất hội nhóm. Những nghi vấn về việc bán độ được phao tin, bàn tán và lan truyền với xuất phát điểm chính là những bài chia sẻ và bình luận trong nhóm này. Cộng đồng của nhóm còn đi xa đến mức đặt vấn đề phân tích lại cả một trận đấu đã qua được hơn 2 năm của SE để khẳng định nghi ngờ về việc đội tuyển này bán độ. Giữa dòng dư luận hỗn loạn, căng thẳng lại được đẩy lên cao khi drama giữa Tinikun và Vietnam Esports Express hay drama giữa giám đốc truyền thông SE Phụng Lê và media số 1 của CES được mổ xẻ phân tích. Ngoài những drama hay thông tin eSports chuyên nghiệp, thi thoảng các anh em cũng có thể bắt gặp nhiều bài đăng về gameplay, cách vận hành và lên đồ cho các tướng trong trò chơi. Rất nhiều tuyển thủ có bậc xếp hạng cao cũng có mặt trong nhóm và thường là chủ nhân của các bài phân tích giao tranh hay đề xuất các tướng, các lối chơi thịnh hành trong meta. Qua đó, kinh nghiệm leo xếp hạng ở mỗi thời điểm cũng được chia sẻ cực kỳ rộng rãi và được nhiều người quan tâm, chú ý. Kiến thức về trò chơi, kinh nghiệm leo xếp hạng hay đội hình cờ nhân phẩm nhận được sự quan tâm rộng rãi từ cộng đồng thì ứng dụng giải trí trực tuyến GG Live cũng vậy. Là một nền tảng với hệ sinh thái streamer và idol được đào tạo chuyên nghiệp, nơi những người tham gia có thể vừa giải trí vừa kiếm tiền, đây chắc chắn là một ứng dụng không thể bỏ qua. Bên cạnh đó, GG Live còn thường xuyên tổ chức các giải đấu eSports độc quyền, giúp người chơi có cơ hội thử sức trong môi trường thi đấu, cũng như có thể tìm kiếm người chơi cùng một cách dễ dàng, nhanh chóng và còn nhiều ưu đãi. Đừng quên ghé qua GG Live nhé các anh em! Trở lại với các nội dung về gameplay, diễn đàn Chiến thần 2VN với số lượng thành viên hùng hậu thực sự là một nơi để mở mang thêm kiến thức về trò chơi, học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm và chia sẻ từ những người đi trước hay những game thủ có trình độ cao hơn. Không chỉ dừng lại ở việc là một cộng đồng bàn luận về game, nhóm Chiến thần 2VN còn là nơi để nhiều thành viên bộc lộ tâm tư, tình cảm hay suy nghĩ trong cuộc sống. Điều này khiến cho nhóm phát huy chính xác vai trò là một cộng đồng, không chỉ tập trung vào một nhóm chủ đề mà còn là nơi để những ai gặp phải khó khăn, những vấn đề bất ổn có thể được trải lòng tâm sự. Nhìn chung, tuy đều là những game thủ hoặc những người quan tâm đến eSports, song kiến thức xã hội hay trải nghiệm cuộc sống của các thành viên trong nhóm đôi lúc cũng đóng vai trò hữu ích trong việc giúp đỡ lẫn nhau hay đơn giản là lắng nghe những chia sẻ từ nhiều cá nhân đang gặp khó khăn. Có thể thấy rằng, Chiến thần 2VN và các cộng đồng tương tự đã tạo ra sân chơi, diễn đàn để các tập thể fan hâm mộ các đội tuyển có thể được giao lưu, tương tác và đáp ứng nhu cầu chia sẻ. Điều này được thể hiện qua một loạt các ưu điểm mà chúng mình đã đề cập ở phía trên. Tuy nhiên, mọi vấn đề đều có hai mặt và những hội nhóm cộng đồng mà tiêu biểu là Chiến thần 2VN cũng không tránh khỏi thực tế này.
bên cạnh những ưu điểm, chúng ta có thể dễ dàng thấy được nhiều vấn đề hạn chế đến từ chính những thành viên trong cộng đồng này. Cụ thể như trong quá trình hóng drama, rất nhiều các cá nhân có liên quan đã bị công kích, chỉ trích cực kỳ gay gắt và nặng nề. Chúng ta tạm không bàn đến tính đúng sai của các nhân vật bị công kích, song việc chịu những lời đàm tiếu, mỉa mai và tấn công từ một cộng đồng với số lượng thành viên hơn 50.000 người vốn chưa bao giờ là một điều tích cực. Bên cạnh đó, với việc là một cộng đồng cực kỳ đa dạng về thành phần, là fan hâm mộ của các đội tuyển, các khu vực khác nhau, mỗi khi có những cuộc đụng độ xảy ra, những màn khẩu chiến, công kích lẫn nhau hay cả kiện thái quá đều có thể xuất hiện. Điều này đôi lúc vượt ngoài tầm kiểm soát của ban quản trị nhóm với số lượng người chưa đến 20. Nói như vậy không đồng nghĩa với việc những cuộc tranh cãi luôn dẫn đến hậu quả tiêu cực hay toxic. Tuy nhiên, những màn khẩu chiến như vậy có lẽ khó mà tránh được cái nhìn kém thiện cảm từ những người thực sự nghiêm túc đánh giá. Do đó, để tránh rơi vào các tình huống khó xử hoặc thậm chí là rước về cho mình những bực dọc không đáng có, Cà phê Liên minh chân thành khuyên các anh em hãy nghĩ kỹ trước khi bình luận bất kỳ điều gì, đặc biệt là những drama với nhiều luồng quan điểm khác nhau. Bên cạnh đó, việc đăng bài hay bình luận cũng nên được tiến hành với một ngôn ngữ ôn hòa, hạn chế những từ ngữ diễn đạt quá gay gắt hoặc có thể châm ngòi cho một cuộc cãi nhau. Nhìn chung, với tất cả những ưu và nhược điểm, Chiến thần 2VN có lẽ vẫn là diễn đàn game thủ lớn nhất nhì làng Liên minh Huyền thoại Việt Nam, đem đến những cơ hội để thỏa mãn nhu cầu trao đổi và chia sẻ của một cộng đồng không hề nhỏ. Vậy nên, nếu đã cân nhắc kỹ về những ưu điểm, hạn chế và vẫn muốn có cho mình một nơi để chia sẻ đam mê về Liên minh Huyền thoại hay muốn được cập nhật tin tức từ cộng đồng game thủ thì việc theo dõi và gia nhập Chiến thần 2VN có lẽ là một lựa chọn không tồi. Video của chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Các anh em có suy nghĩ gì về hội nhóm này? Đừng quên để lại bình luận cho chúng mình được biết phía bên dưới nhé. Đồng thời, nếu thấy thích video này, hãy để lại cho Cà phê Liên minh một lượt like, đăng ký kênh và ấn vào chuông thông báo để được thưởng thức cà phê tinh thần mỗi ngày anh em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em trong những video tiếp theo.